Cảnh giác với dự án xã hội dân sự của Voice, núp danh thiện nguyện. Cảnh giác với dự án xã hội dân sự của Voice, núp danh thiện nguyện. Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân phản động, chống đối đã lợi dụng vỏ bọc để triển khai dự án xã hội dân sự do nước ngoài tài trợ. Nhiều người đã không đánh giá được bản chất sự việc, thậm chí bị ám thị bởi các hình ảnh bên ngoài từ các hoạt động thiện nguyện của chúng, đã vô tình ủng hộ, thậm chí quảng bá, vinh danh và tạo điều kiện cho các đối tượng phản động, chống đối thực hiện các dự án xã hội dân sự, làm cơ sở để các đối tượng gia tăng các hoạt động chống phá gây bất ổn ở một số địa phương tại Việt Nam. 1. Các dự án xã hội dân sự đội lốt thiện nguyện được hình thành ra sao? Các đối tượng chống trong nước được dẫn dắt tham gia các khóa huấn luyện của Voice, tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân như Trần Quyết Thắng, Hà Tĩnh, Tạ Mạnh Hưng, Tuyên Quang, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Đình Hà, Hà Nội, Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, Thanh Hóa, tại Philippines và được đào tạo, được trang bị kỹ năng lập các dự án xã hội dân sự để vận động tài trợ. Ngay sau khi về nước, những kẻ được Voice đào tạo bắt tay vào tìm cách triển khai các hoạt động tạo dựng tên tuổi, thu hút, tập hợp lực lượng dưới các vỏ bọc tốt đẹp như từ thiện, bảo vệ môi trường, đòi quyền tự do báo chí, xuất bản trường hợp Trần Quyết Thắng, Hà Tĩnh, cùng Nguyễn Anh Tuấn, Đà Nẵng. Về nước không bao lâu thì xảy ra vụ Formosa xả thải nên đã bắt tay ngay thực hiện dự án. Thiện nguyện đầu tiên là cứu trợ gạo cho một số hộ dân tại xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh. Lợi dụng vỏ bọc này, Thắng cùng Tuấn khảo sát tình hình, kích động người dân tuần hành, biểu tình gây rối tại Hà Tĩnh sau sự cố môi trường biển. Ý đồ công khai tổ chức Voice tại Hà Tĩnh. Còn nhớ, trên mỗi bao gạo từ thiện cho giáo dân ở đây, chúng đều dán nhãn Voice Việt Nam như một hình thức quảng cáo về một tổ chức có tên Voice Việt Nam đã xuất hiện trong nước và thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung để chuyển cho số đối tượng bên ngoài khiếu kiện, quốc tế hóa vấn đề sự cố môi trường biển miền Trung. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Đà Nẵng, Giám đốc Voice Việt Nam, Trần Quyết Thắng, Hà Tĩnh đã cùng Tạ Mạnh Hưng, Tuyên Quang triển khai gói 80.000 đô la Mỹ của Voice thực hiện dự án xây nhà chống lũ, hỗ trợ vốn, cây giống để sản xuất nông nghiệp, lập tủ sách tại các vùng nông thôn, lồng ghép các đầu sách liên quan đến dân chủ, nhân quyền cho một số hộ dân tại các tỉnh miền Trung sau thiệt hại lũ lụt cuối năm 2016. Tương tự, trước đó, Phạm Thị Đoan Trang, thành viên nhóm tập huấn ở Voice, cùng Nguyễn Anh Tuấn đã chớp thời cơ lập ra nhóm Green Tree để tạo bình phong cho các hoạt động tuần hành, biểu tình vì cây xanh, môi trường tại Hà Nội. Hiện nay Phạm Thị Đoan Trang đã sớm nhập kho so với các đối tượng khác. Mới đây báo Hà Tĩnh đã vạch trần chiêu trò núp danh thiện nguyện mới của Trần Quyết Thắng, dự án phục hồi xe đạp cũ với tên R4K, chuyên tập hợp các loại xe đạp cũ bỏ đi để sơn sửa lại tặng học sinh nghèo các trường miền núi. Dự án thu hút được rất nhiều cơ quan, tổ chức ủng hộ vật chất cho Thắng. Theo thông báo, quỹ của Thắng đã thu hơn 200 triệu đồng và hàng trăm chiếc xe đạp cũ từ khắp cả nước. Đặc biệt, một số tờ báo, trang mạng xã hội đã có nhiều bài viết về Trần Quyết Thắng chuyên làm việc tốt vì cộng đồng như các bài ăn mày vì cộng đồng, Thắng khủng, ông chủ khách sạn chuyên hồi sinh xe đạp cũ, chàng trai hồi sinh xe cũ thành xe mới để tặng cho học sinh nghèo thực tế. Đây là dự án do Thắng đề xuất và được Voice và nhiều đối tượng chống đối tài trợ nhằm tạo ảnh hưởng cho cái gọi là phong trào dân chủ Việt Nam. 2. Vì sao phải núp danh thiện nguyện để triển khai các dự án xã hội dân sự? Thứ nhất, với danh nghĩa tổ chức xã hội dân sự, Voice cánh tay nối dài của Việt Tân đã tập hợp lực lượng, đào tạo, hỗ trợ tài chính cho số phản động, chống đối hoạt động chống nhà nước Việt Nam, thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam phát triển, từng bước chuyển hóa chế độ xã hội ở Việt Nam theo con đường phương Tây, Voice NED và một số NGO lớn về nhân quyền, chuyên làm cách mạng đường phố tài trợ cho hoạt động câu kết với số tay chân đã qua khóa huấn luyện chống nhà nước Việt Nam. Thứ hai, sau khi Việt Nam đưa Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều Đại Việt vào danh sách tổ chức khủng bố, nhiều đối tượng cộng cán của Việt Tân, Trinity Phạm Hồng Thuận, Angelina Trang Huỳnh và Nguyễn Quốc Trinh đã công khai từ bỏ Việt Tân trên mạng và lập ra tổ chức RIGHT, sử dụng vỏ bọc của tổ chức phi chính phủ để lợi dụng các vấn đề về xã hội dân sự, dân sinh, nhân quyền thu hút sự chú ý của người dân. Thực chất các đối tượng này sợ bị các quốc gia liệt kê vào diện khủng bố, đối xử về hành vi khủng bố dưới dạng tổ chức phi chính phủ để dễ bề hoạt động, tránh bị xử lý về tội khủng bố của các quốc gia. Cơ hội vận động Mỹ và các quốc gia phương Tây hậu thuẫn về tài chính và tiếp tục thực hiện các hoạt động chống nhà nước Việt Nam theo đường hướng của tổ chức khủng bố Việt Tân. Thứ ba, việc các đối tượng phản động, chống đối lợi dụng danh nghĩa từ thiện, bác ái, vì môi trường, vì cộng đồng, chống dịch COVID-19 để hoạt động thì rất dễ lôi kéo nhiều người tham gia và dễ kích động quần chúng gây rối, phản ứng lại khi các đối tượng phản động bị chính quyền bắt, xử lý. Ngoài ra, việc núp bóng các tổ chức phi chính phủ và thực hiện các dự án xã hội dân sự là cơ hội để các đối tượng phản động, chống đối lừa phỉnh, ăn bớt một khoản tiền không nhỏ, thậm chí rất lớn nhưng vẫn nhân danh hoạt động thiện nguyện. 3. Thực chất các dự án xã hội dân sự của các tổ chức phản động để hoạt động được, các đối tượng phản động, chống đối phải tạo lập các dự án từ những vấn đề dân sự đang có sự quan tâm của người dân Việt Nam, như trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học,
hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, bảo vệ môi trường, cây xanh, hỗ trợ học sinh nghèo. Có hoàn cảnh khó khăn, thực chất của các hoạt động này chỉ là bình phong để các đối tượng bên ngoài có lý do hỗ trợ tài chính, tạo vỏ bọc hợp pháp cho các đối tượng như Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quyết Thắng, Phạm Thị Đoan Trang dễ bề hoạt động. Đồng thời, lợi dụng các hoạt động kiểu này dễ lôi kéo nhiều người khác tham gia, từ đó tạo mầm mống, từng bước lôi kéo, gây dựng lực lượng chống đảng, nhà nước Việt Nam theo ý đồ của chúng. Trước thực tế trên, chúng ta luôn ủng hộ các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, vì một xã hội tiến bộ, văn minh, văn hóa. Nhưng chúng ta tỉnh táo với hoạt động lợi dụng thực hiện các dự án xã hội dân sự của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối. Dù Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quyết Thắng hay đối tượng nào như Thắng triển khai vì môi trường, hỗ trợ nạn nhân bị thiệt hại lũ lụt, hỗ trợ học sinh nghèo có xe đạp hay bất kỳ hoạt động nào khác thì chúng ta phải cảnh giác, không để mắc mưu các đối tượng. Hãy tỉnh táo nhận diện hoạt động thiện nguyện của đối tượng phản động, chống đối, phải chi.